xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video sau phiên giao dịch của em Huyền. Thì trong video này em Huyền cùng quý anh chị sẽ phân tích về thị trường và hành động tiếp theo của chúng ta phải làm gì khi mà thị trường hôm nay lại tiếp tục rơi. Có những nhịp đã hồi lại trong phiên nhưng cuối phiên lại bị đạp. Vậy thì thị trường đang ở một cái vùng khá rủi ro, chúng ta cần phải hành động như thế nào? Em sẽ chia sẻ cho anh chị trong video này và phân tích một vài mã cổ phiếu xem có những cái nhịp như thế nào để mà quý anh chị mình có thể cơ cấu hạ dần tỷ trọng anh chị nhá. Ok, anh chị mình đang theo dõi video thì đừng quên nhấn like giúp em, thả cho em những cái icon ở phần comment cũng như là chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh anh chị nhá. Nhấn like, follow kênh và comment giúp em để tăng độ tương tác cho video và động viên tinh thần của em Huyền. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều. Em cũng xin được chia sẻ với anh chị trong cái giai đoạn khó khăn như thế này ha. Thì em biết là trong giai đoạn này khi mà thị trường nó bước vào những cái nhịp khó khăn, cái giai đoạn nó đang còn chưa xác định rõ xu hướng như thế này, thì chúng ta cần phải bình tĩnh để mà quản trị vốn và phòng thủ. Trong đoạn này thì anh chị nên phòng thủ rồi chứ không nên mua bán lung tung nữa anh chị nha. Em luôn sáng nay ấy, thì trong cái buổi live stream em cũng có nói cho anh chị là mã cổ phiếu có lợi nhuận đi chăng nữa, hồi lên anh chị cũng cần phải cơ cấu bớt, đúng không ạ? Đấy, thì đối với phiên chiều nay có những cái mã cổ phiếu nó hồi lên, tuy nhiên là nó chưa đạt được cái biên, đúng không ạ? Chưa đạt được cái biên độ, tuy nhiên là lại bị điều chỉnh. Vậy thì trong đoạn này, trong cái phiên giao dịch tiếp theo, khả năng thị trường nó sẽ diễn biến như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong video này anh chị nhé. Thì đối với cái phiên giao dịch ngày hôm nay chị ạ, thị trường lại tiếp tục bị điều chỉnh. Trong phiên thì còn vẫn những có những lúc hồi lên ha, có những lúc hồi lên vùng giá 1161 này, rồi phiên giữa phiên chiều lại hồi lên cái vùng giá 1162. Đấy, thì có những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể đánh T0 ngay trong phiên anh chị nhá, đánh T0 ngay trong phiên, anh chị tập trung vào các mã cổ phiếu còn sẵn trong danh mục nhóm chứng khoán thì mình có thể đánh T0 ngay trong phiên. Đấy, còn đối với giai đoạn này để mà cái việc mà mở mua mới ấy, thì em đánh giá là chưa nên đâu. Thị trường chưa cân bằng, các mã cổ phiếu cũng vậy anh chị nha. Mặc dù là những cái mã cổ phiếu nhóm chứng nó có cái sự hồi hôm nay, tuy nhiên anh chị thấy là về cuối phiên vẫn bị đạp, đúng không ạ? Nên là trong giai đoạn này thị trường vẫn đang vào những cái vùng rất nhạy cảm. Đấy, và cái thông tin về cái việc đó là hút dòng tiền nó vẫn áp lực vào cái thời điểm này của thị trường anh chị nha. Đấy, nên là đối với phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường tiếp tục bị điều chỉnh đến 15.24 điểm anh chị ạ. Đóng cửa vùng giá 1137.96, gần về đến cái vùng giá 1130 mà chúng ta đã view là thị trường có một cái vùng hỗ trợ này. Đấy, mà về đến đây mà còn không giữ được nữa thì thị trường có khả năng về đến tận cái vùng giao găm trong khung tuần cơ anh chị nha. Ok, thì đối với thanh khoản thị trường hôm nay thì đạt 24.700 tỷ, đã giảm hơn so với phiên giao dịch ngày hôm qua rồi. Đấy, tuy nhiên là trong giai đoạn này anh chị cần phải lưu ý cho em đó là cái hành động trong giai đoạn này đó là quản trị vốn và quản trị cái tài khoản danh mục. Hôm nay thì em có nhắn cho anh chị là anh chị mà căng margin thì trong giai đoạn này hạ ngay cái phần margin khi đang có nhịp hồi ngay, đúng không ạ? Anh chị nào chưa tham gia vào room mở thì anh chị tham gia vào room mở, em để bên phần khung chat anh chị nhá. Anh chị nào mình đang bị kẹp hàng, mình chưa có người hỗ trợ đồng hành, liên hệ với em mở tài khoản hoặc chuyển ID với em. Em Huyền sẽ hỗ trợ cho anh chị cơ cấu lại cái tài khoản danh mục ha. Ok, thì đối với chuyển động thị trường hôm nay thì anh chị thấy là các mã cổ phiếu mà kéo chỉ số ấy, thì chỉ có Masan, CTG, HBG, SSI, MB Bank, MWG, VIB, SSB, DG, VB Bank, GMD, EVF, HCM, VBI và VSH. Thì đối với mã cổ phiếu DG trong hôm nay thì nó đang giữ được cái vùng trend khá tốt này. Nó lấy lại được cái vùng giá 25 thì nó sẽ ổn hơn anh chị nha. Tuy nhiên lấy lại vùng 25 đi lên thì chúng ta cũng cần phải cơ cấu bớt đối với mã cổ phiếu này. Sau đó đợi nó cân bằng lại thì chúng ta tham gia lại sau ha. Chiều ngược lại thì các mã cổ phiếu Vietcombank, VHM, VIX tiếp tục bị điều chỉnh. Anh chị thấy là mã cổ phiếu VIX em đã cảnh báo cho anh chị là không tham gia vào mã cổ phiếu này nữa. Sáng nay vẫn có những anh chị hỏi bắt đáy VIX, nhưng em nói là mã cổ phiếu này nó đạp luôn cả những cái vùng đáy cũ rồi, đâu có biết đâu là đáy đối với mã cổ phiếu này đâu ạ, đúng không anh chị? Nó rơi vào cái đáy lịch sử luôn rồi anh chị ạ. Đấy, thì đối với những cái mã cổ phiếu như này hiện tại chúng ta không tham gia, và đặc biệt là trong dạng này nếu cái việc mở mua mới anh chị phun tiền nhiều quá ấy, thì cũng chỉ là thăm dò cho vui thôi anh chị nhá. Còn cái việc mà chúng ta tham gia phải đợi thêm, bởi vì thị trường hiện tại đang bước vào một cái vùng rất là nhạy cảm luôn, chưa biết là đâu là đáy của thị trường cả anh chị nhá.
và cũng chưa biết là thị trường sẽ rơi về đến cái vùng nào đâu. Nên trong đoạn này, việc đầu tiên mà anh chị cần làm đó là quản trị vốn, quản trị tài khoản, tỷ trọng, danh mục cũng như là phòng thủ. Đấy, không có đánh lung tung trong đoạn này nữa anh chị nha. Cứ hồi lên là cơ cấu bớt, hồi lên là cơ cấu bớt ha. Còn tiền thì chúng ta sẽ cân lại sau. Bởi vì khi thị trường nó đang rơi vào cái downtrend trong ngắn hạn như thế này và nó phá đi hết những cái vùng hỗ trợ và còn cái vùng 1130 mà nó phá đi tiếp thì khả năng nó còn rơi nữa anh chị nhá. Đấy, thì đối với chuyển động tổ chức thì khối ngoại vẫn tiếp tục mua rồi anh chị nhá. Khối ngoại tiếp tục mua 779.6 tỷ. Đấy, đối với dòng tiền khối ngoại thì đang mua ròng hai cái phiên giao dịch gần đây ha. Còn đối với tự doanh thì hôm nay cũng mua 513.21 tỷ này. Về chuyển động ngành thì đa số các nhóm ngành đều bị điều chỉnh đỏ hết rồi anh chị nha. Chỉ có nhóm ngành chứng khoán thì nó đang có tín hiệu hồi kỹ thuật lại thôi đối với nhóm chứng khoán, nhưng mà hồi cũng là để cơ cấu anh chị nha, đối với nhóm ngành chứng khoán nha, chứ không phải là anh chị đu vào xong rồi anh chị không thoát ra cũng được nha. Ví dụ như hôm nay anh chị chỉ tập trung vào những cái mã cổ phiếu có sẵn trong danh mục tài khoản để mà đánh T không thì được ha. Còn cái việc mà anh chị gom mạnh để mà đầu tư ấy, thì em thấy là chưa nên, bởi vì nó vẫn đang đối với nhóm chứng khoán ấy, thì nó vẫn còn rất nhiều những cái vùng cản ngắn hạn là cái thứ nhất này, và thị trường chung vẫn đang rơi vào những cái vùng nhạy cảm khó khăn và vẫn có khả năng rơi tiếp, vậy thì nhóm chứng khoán vẫn có khả năng nó sẽ lại bị điều chỉnh thôi. Nên trong đoạn này chúng ta tập trung quản trị vốn và cơ cấu tài khoản danh mục trước anh chị nha. Đấy, thì trong phiên giao dịch ngày mai anh chị nên xem xét lại, chúng ta nên cơ cấu lại tài khoản danh mục trước đi, rồi chúng ta mua thì sẽ mua lại sau. Trong đoạn này còn tiền là còn cơ hội anh chị nha. Còn nếu chúng ta cứ bị cuốn theo thị trường, không có cơ cấu tài khoản danh mục này thì cũng chả có tiền để mà mua gom lại những cái vùng giá dưới, lại còn bị âm nữa. Nên trong đoạn này cố gắng để mà chúng ta cơ cấu lại bớt tài khoản danh mục nhá. Ok, về thị trường chung thì anh chị thấy là nó đang có một cái vùng hỗ trợ thôi, quanh vùng 1130 anh chị nha. Nếu thị trường nhúng tiếp ngày mai ấy, em đánh giá là đối với phiên giao dịch hôm nay thì em có một cái nhận định đối với phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, là em mong ấy, là nó sẽ đạp vào ngày mai cơ, nhưng mà lại rất tiếc là cuối phiên nó đạp luôn anh chị nha. Đấy, thì cuối phiên nó đã đạp luôn như thế này rồi thì ngày mai lại gặp áp lực tiếp và khả năng là sẽ về đến 1130. Về đến 1130 sẽ có nhịp hồi lại, nhưng mà hồi cũng chỉ là để cơ cấu anh chị nha. Hồi ngắn hạn, hồi kỹ thuật về quanh vùng 1163 này. Đây, chúng ta sẽ xem cái khung nhỏ hơn. Đấy, thì VN-Index sẽ hồi được về vùng nào? Quanh vùng 1163 đến vùng giá 1168 là hai vùng mà VN-Index có thể hồi về anh chị nha. Vùng đầu tiên là 1150 trước nha, 1150 trước trong khung 15 phút trước. Vượt được cái vùng giá 1150 này thì nó mới đi lên tiếp cái vùng 1163, 1164. Đấy là hai mốc của VN-Index ở cái thời điểm hiện tại. Hiện tại thì vẫn sẽ có những cái nhịp hồi, nhưng mà hồi kỹ thuật ngay trong phiên để mà chúng ta cơ cấu bớt thôi. Nên là trong đoạn này vẫn canh hồi để mà cơ cấu bớt anh chị nha. Đấy, thì hôm nay chúng ta đã hạ bớt được cái phần căng margin rồi. Thì em vẫn báo cho anh chị là nên hạ đi cái phần margin trước. Đấy, còn cái phần tiền thịt chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi tiếp theo chúng ta hạ tiếp. Đấy, thì đối với VN-Index hiện tại vẫn có khả năng bị điều chỉnh thêm khi mà nó vẫn đang gặp áp lực như thế này anh chị nha. Nó đánh mà đánh vào cuối phiên như thế này rất khó để xử lý. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục canh cái phiên ngày mai nó hồi lên cơ cấu bớt. Đấy, thì VN-Index có thể hồi về quanh vùng 1150 này đến vùng giá 1163, 1164 là vùng đầu tiên mà chúng ta nên xem xét để mà cơ cấu ngắn hạn. Còn về cái việc mà VN-Index nó tiếp tục bị điều chỉnh, nó phá luôn cả vùng giá 1130, hạ hết anh chị nha. Phải hạ hết, phải clear lại cái tài khoản thôi. Và chờ về cái vùng 1084 này này, 1092, 1084 này này thì mới là vùng để chúng ta giải ngân tiếp thôi anh chị nha. Chứ còn hiện tại là đang bước vô một cái vùng rất là rủi ro rồi. Đối với VN-Index ở thời điểm hiện tại, anh chị thấy là hỗ trợ 1002 phá luôn, 1185 phá luôn và hiện tại 1140 cũng đang phá rồi. Đấy, thì nó sẽ hồi, nó sẽ chỉnh tiếp về 1130 mà không giữ được là cần phải hạ bớt và hạ hết luôn. Và chờ đến cái vùng giá 1192, 1184 ở đây thì mới có cái nhịp để tham gia lại sau anh chị nhá. Đối với VN-Index ở cái thời điểm hiện tại đã bước vào một cái nhịp khó khăn rồi. Cái điều này chúng ta không mong muốn, tuy nhiên là bây giờ nhìn vào chúng ta phải chấp nhận để mà cơ cấu lại cái tài khoản danh mục, quản trị vốn trong dạng này cũng như là phòng thủ thôi anh chị nha. Bây giờ là phòng thủ chứ không có mua bán lung tung nữa ha. Và nếu anh chị mình có những cái mã cổ phiếu bị kẹp có thể nhắn qua cho em sẽ xem thêm thử là cái vùng giá nào chúng ta sẽ có thể cơ cấu bớt anh chị nha.
Ok, thì em sẽ đi vào một vài mã cổ phiếu để mà phân tích cho anh chị đi. Ví dụ như nhóm trứng chúng ta có SSI, hiện tại thì hôm nay nó đang cố gắng nó lấy lại cái vùng giá 31 này anh chị này. Hôm nay nó đóng trần một chút xong rồi sau đó là lại bị đạp. Thì đối với mã cổ phiếu SSI này, em đánh giá nhóm trứng thì nó vẫn là một cái nhóm khỏe, nên là ngày mai nếu có nhịp hồi ấy thì nhóm chứng khoán nó sẽ hồi lại quanh vùng giá 324 đến vùng giá 33.6. Đây là vùng chúng ta cơ cấu anh chị nhá, đối với mã cổ phiếu SSI. Còn cái việc mà mở mua ấy thì nó phải về đến cái vùng giá 30 cơ anh chị ha. 29.9 30, đấy là cái vùng chúng ta tham gia bắt test được thôi. Còn cái vùng anh chị thấy hỗ trợ của nó ở cái vùng giao găm đến tận vùng giá 279 cơ mà, đúng không ạ? Rồi mã cổ phiếu VND cũng vậy anh chị nhá. VND em cũng báo là phải về quanh 20 thì anh chị mới mua, bởi vì hỗ trợ của nó tận vùng 20, đúng không? Nên trong giai đoạn này chúng ta không có mua bán lung tung nữa anh chị nhá. Đợi nó cân bằng trở lại đi thì anh chị mua ha. Còn việc cơ cấu thì đối với VND thì nó sẽ có nhịp hồi về quanh cái vùng giá 22 đến vùng giá 23, 22, 23 là vùng mà chúng ta nên cơ cấu bớt này đối với mã cổ phiếu VND. SHS thì con này hôm nay nó đang giữ được cái vùng giá 15.5 khá tốt đấy. Thì đối với mã cổ phiếu SHS hôm nay anh chị có thể bắt quanh 15.5, sau đó nó kéo lên vùng giá 17.4 là chúng ta cơ cấu ra này. Tuy nhiên là đối với hiện tại thì nó lại mất đi cái vùng giao găm này. Đối với ngày mai nó lấy lại được cái vùng giá giao găm 16.8, sau đó nó đi lên vùng giá 17.5 đến vùng giá 18 là anh chị nên cơ cấu bớt. Trong dạng này cứ cơ cấu bớt đi ạ anh chị nhá. Rồi đối với nhóm bất động sản, trong dạng này anh chị thấy là DSG tiếp tục chỉnh ha. DSG thì có thể về đến cái vùng giá 17x anh chị nhá. Đối với mã cổ phiếu DSG có thể về đến vùng giá 17x đấy. Thì về đến đây chúng ta sẽ xem xét tham gia lại sau. Còn cái nhịp hồi của DSG thì hồi về quanh vùng giá 20.25 là cần cơ cấu đây. Đấy. Rồi mã cổ phiếu DG hôm nay thì con này đang vẫn giữ được cái sắc xanh thì khá ổn. Tuy nhiên nó phải lấy lại được cái vùng giá 25 anh chị nhá. Nếu phiên ngày mai không lấy lại được 25 nữa thì chúng ta phải cơ cấu thôi. Còn nếu nó lấy lại được vùng 25 thì chúng ta sẽ nắm lên về vùng giá 26 chúng ta cơ cấu đối với mã cổ phiếu DG. Còn hiện tại Novaland là một cái mã cổ phiếu rất tiếc anh chị ạ. Novaland là một cái mã cổ phiếu mà nó đã đi về đến cái vùng nền cũ luôn rồi. Đây, anh chị thấy là vùng nền cũ của nó ở 14 15 này. Thì hiện tại đối với Novaland đánh giá là có khả năng nó hồi lại quanh vùng giá 16.6 này là chúng ta phải cơ cấu thôi ha. Hôm nay thì nó có nhịp hồi về quanh cái vùng giá 16.5 là nó lại bị đạp đấy. Thì đối với Novaland chúng ta sẽ đợi nó hồi lại quanh vùng giá 16.5 chúng ta cơ cấu bớt đi ha. Và cái việc mở mua con này ấy thì phải đợi nó tiếp tục tạo một cái nền nữa thì chúng ta mới tham gia vào sau đối với mã cổ phiếu Novaland anh chị nhá. Rồi các mã cổ phiếu như Shell, anh chị thấy là Shell nó phải về đến cái vùng giá 20.x và giữ được cái vùng giá 20 này thì chúng ta mới tham gia được đối với mã cổ phiếu Shell. Còn hiện tại nó vẫn đang tiếp tục bị điều chỉnh hai kiếm vẫn hướng xuống, mặc dù có tách ra nhưng mà nó vẫn hướng xuống như này, vẫn là một cái xu hướng giảm anh chị nhá. Shell thì anh chị canh nhịp hồi lại quanh vùng giá 22.2 đến vùng giá 23.924 để mà cơ cấu bớt ngắn hạn đối với mã cổ phiếu Shell nhá. Đấy, thì trong cái video này em Hiền phân tích cho anh chị một vài mã cổ phiếu như vậy để mà chúng ta có thêm những cái góc nhìn tham khảo cũng như là về thị trường chung hiện tại nó đang khá nhạy cảm rồi anh chị ạ ha. Nó hôm nay mà nó hồi phục và nó giữ được thì nó mới ổn được, nhưng mà hôm nay nó lại tiếp tục bị điều chỉnh rồi và nó về đến cái vùng 1130 rồi anh chị nhá. Có khả năng là mai nó tiếp tục nó điều chỉnh 1130 mà không giữ được nữa thì phải clear thôi, clear danh mục và chúng ta sẽ tham gia lại sau thôi anh chị nhá. Đấy, thì trong dạng này không, cái điều này thì chúng ta không mong muốn. Tuy nhiên là trong đầu tư chứng khoán thì cái biến số của thị trường nó diễn biến nó muôn hình vạn trạng lắm, nên chúng ta cũng không thể nào mà tránh được những cái cú như thế này anh chị nha. Nên bây giờ chúng ta đã bị lỡ vậy rồi thì chúng ta sẽ quản trị cái tài khoản danh mục trước, quản trị vốn trước, chúng ta sẽ chờ nó cân bằng lại sau. Bởi vì khi nếu nó mất đi cái vùng giá 1130 thì nó về đến những cái vùng giá 1192 giao găm khung tuần, khung tháng, và khung tuần là 1182 anh chị nha. Nên là cố gắng cho em trong dạng này đó là cái việc quản trị vốn và phòng thủ ha. Anh chị mình cần tư vấn thêm liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình anh chị nha. Anh chị mình chưa đăng ký vào room mở, đăng ký vào room mở ngay trong phiên em Huyền vẫn sẽ hỗ trợ cho anh chị trong room ha. Cảm ơn quý anh chị vì đã theo dõi video. Trong giai đoạn này thì là một cái giai đoạn khó khăn của thị trường. Đấy, thì em mong là anh chị mình sẽ cố gắng để vượt qua, quản trị nguồn vốn trước, sau đó chúng ta sẽ tham gia vào cái nhịp sau anh chị nha, khi thị trường đã cân bằng. Giai đoạn này cũng đừng có mua bán lung tung nữa,
cố gắng quản trị danh mục tài khoản trước anh chị nhá. Ok, cảm ơn quý chị vì đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị vào buổi live stream trực tiếp ngày mai để cùng trao đổi nhận định về thị trường và các mã cổ phiếu mà quý anh chị mình đang có sẵn trong danh mục và đang quan tâm. Em Huyền sẽ hỗ trợ hết cho anh chị trong cái buổi live stream ngày mai anh chị ha. Bye bye quý anh chị, đừng quên nhấn like, follow kênh và thả cho em những cái icon ở phần comment anh chị nhá. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.